Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Kế hoạch mới của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine Ngày 27 tháng Giêng, Báo Tiếng Dân đăng bản dịch bài Kế hoạch chiến tranh của Mỹ đối với Ukraine không đề cập đến việc chiếm lại lãnh thổ đã mất Đây là bài báo đăng trên một trang báo quốc tế lớn của bốn tác giả bài dịch do dịch giả Cù Tuấn biên soạn Theo bài báo, chính quyền Biden đang thực hiện một chiến lược dài hạn để hỗ trợ Kyiv bất chấp sự bế tắc về tiền hỗ trợ tại Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết, những kế hoạch đó không dự kiến Ukraine sẽ đạt được những bước tiến đáng kể trước Nga vào năm 2024. Và đây là hình bài dịch trên báo Tiến Dân. Bài báo cho biết, sau cuộc phản công thất bại ở Ukraine do các bãi mìn và chiến hào của Nga, chính quyền Biden đang đưa ra một chiến lược mới sẽ không nhấn mạnh đến việc giành lại lãnh thổ, mà tập trung vào việc giúp Ukraine chống lại những bước tiến mới của Nga, trong khi hướng tới mục tiêu lâu dài là tăng cường khả năng chiến đấu và kinh tế. Đây là kế hoạch thay đổi lớn so với năm 2023, khi Mỹ hy vọng Ukraine nhanh chóng đẩy lùi quân Nga. Bài báo dẫn lời một quan chức cho biết, ý tưởng mới này giúp Ukraine giữ vững vị trí của mình trên chiến trường, nhưng đưa họ vào một quỹ đạo khác để Ukraine trở nên mạnh hơn nhiều vào cuối năm 2024 và đưa họ đi trên con đường bền vững hơn. Bài báo cho hay, kế hoạch của Mỹ là một phần trong nỗ lực đa phương của gần 30 quốc gia ủng hộ Ukraine, đồng thời thể hiện quyết tâm lâu dài để đấu với tổng thống Nga Putin. Mỗi bên đang chuẩn bị một tài liệu nêu rõ các cam kết cụ thể của mình, kéo dài tới một thập kỷ trong tương lai. Và đây là hình tổng thống Mỹ Biden và tổng thống Ukraine Zelensky. Nhưng sự thành công của chiến lược này phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Mỹ, cho đến nay là nhà tài trợ tiền bạc và thiết bị quân sự lớn nhất của Ukraine, đồng thời là quốc gia điều phối các nỗ lực đa phương. Tuy nhiên, bài báo cũng cho biết, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ dường như đang tìm cách từ chối mạnh hơn việc tài trợ đã khiến cả các đồng minh phương Tây và Ukraine lo lắng. Bài báo dẫn phát biểu của ông Zelensky trong một cuộc phỏng vấn mới đây rằng: "Chúng tôi sẽ không tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, đó là sự thật." Zelensky khẳng định Ukraine vẫn ở thế tấn công. Ông nói, các kế hoạch cho năm 2024 không chỉ mang tính chất phòng thủ. Chúng tôi muốn Ukraine giữ thế chủ động chứ không phải là Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky nghi ngờ về mức độ tham vọng trong năm tới nếu không có sự rõ ràng về viện trợ của Mỹ. Vẫn theo bài báo, ngay cả những người tin rằng Ukraine cuối cùng có thể đánh bại Nga cũng thừa nhận rằng năm 2024 sẽ khó khăn và nguy hiểm. Tổng thống Resvia cho biết, có lẽ hầu như Ukraine sẽ không chiếm được những diện tích lãnh thổ lớn nào. Chiến lược duy nhất là đưa càng nhiều người càng tốt đến Ukraine để giúp họ, trước hết bảo vệ các thành phố của mình và thứ hai là giúp họ không để mất đất. Và đây là hình tổng thống Nga Putin, kẻ phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine. Bài báo dẫn lời một chỉ huy người Ukraine ở khu vực phía đông Donetsk cho biết những người lính bình thường không quan tâm lắm đến chính trị Ukraine và chính trị nước ngoài. Nhưng khi các bạn tự cảm thấy rằng như vậy là chưa đủ, như hiện nay với sự thiếu thốn của đạn dược, súng cối, đạn pháo thì điều đó ngay lập tức gây ra lo lắng. Bạn có thể sẵn sàng chiến đấu, nhưng bạn phải có thứ gì đó để chiến đấu. Bài báo cho rằng một khó khăn nữa cho Kyiv là khả năng ông Trump sẽ giành lại chức tổng thống vào tháng 11 và thu hồi lại sự ủng hộ chính quyền Kyiv. Ông Trump, người từ lâu đã ca ngợi mối quan hệ đặc biệt với Putin, nhiều tháng trước đã nói rằng nếu ông được trở lại tòa Bạch Ốc, ông sẽ giải quyết cuộc chiến này trong một ngày, chỉ trong 24 giờ. Ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn truyền hình tuần trước đã gọi tuyên bố đó là rất nguy hiểm và đã mời ông Trump đến Kyiv để chia sẻ các kế hoạch mà ông có thể có. Mặt khác, các chính sách ủng hộ Ukraine luôn tiềm ẩn rủi ro nếu người Ukraine bắt đầu đổ lỗi cho chính phủ của họ về tình trạng trì trệ ở mặt trận. Tương tự, sự kiên nhẫn của công dân các nước phương Tây đối với việc tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine không phải là vô hạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kế hoạch mới của Mỹ và phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Ngoại giao Đức trong chuyến thăm của Tổng thống Steinmeier. Ngày 27 tháng Giêng, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận Ngoại giao Đức, Thương mại, Nhân quyền, và chuyển đổi năng lượng công bằng của tác giả Thục Quyên. Theo tác giả, chuyến thăm các nhà nước tới Việt Nam của tổng thống Đức là minh họa sống động cho đường lối ngoại giao của nền kinh tế số 1 EU. Tác giả nhận xét sự chú ý hợp tác ngày càng tăng đối với các nước Đông Á và cuộc chiến Ukraine có liên quan nhiều đến nhau. Đức đã quay lưng với Nga và đang cố cách xa Trung Quốc nên muốn hợp tác nhiều hơn với các nước láng giềng của Trung Quốc, chẳng hạn như Việt Nam. Tác giả cho rằng trong chiều hướng đó, tổng thống Đức cùng phái đoàn kinh doanh đến thăm Việt Nam và Thái Lan với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác kinh tế. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Tác giả đề cập đến cộng đồng người Việt tại Đức, theo đó từ thập niên năm 1950 đến thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, hàng ngàn sinh viên và 60.000 người lao động Việt Nam đã tới Cộng hòa dân chủ Đức, tức Đông Đức. Sau chiến tranh Việt Nam, khoảng 40.000 thuyền nhân tị nạn cộng sản đã đến Cộng hòa Liên bang Đức, tức Tây Đức. Mối quan hệ Việt Đức có sự đóng góp đáng kể của cộng đồng này. Tác giả dẫn văn phòng thống kê Liên bang Đức năm 2022 có khoảng 207.000 người gốc Việt sống tại Đức. Tác giả dẫn đánh giá của truyền thông Đức, nguyên nhân thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Đức và Việt Nam, một trong những quốc gia cộng sản cuối cùng là việc thiếu lao động có tai nghề tại Đức hiện lên khoảng 2 triệu người. Tác giả cho biết thêm, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam đã được liên kết trong mối quan hệ đối tác chiến lược kể từ năm 2011. Tuy nhiên, cuối năm 2017, mối quan hệ đối tác này đã bị đình trệ liên quan đến sự việc ông Trịnh Xuân Thanh biến mất tại Berlin. Và đây là hình Tổng thống Đức Steinmeier và phu nhân đến Việt Nam. Sau vụ bắt cóc này, các dự án hợp tác kinh tế vẫn được tiếp tục, nhưng không có dự án mới nào được khởi động. Đại diện chính phủ Đức chỉ hội đàm ở cấp chuyên viên và các nhà ngoại giao Việt Nam bị loại khỏi danh sách mời của Bộ Ngoại giao. Hiệp định Thương mại Tự do của EU với Việt Nam khi đó chưa được phê chuẩn cũng bị đình trệ một thời gian. Vẫn theo tác giả, vào cuối năm 2018, Đức giảm bớt áp lực và sau nhiều thương lượng ở hậu trường do Đức muốn khôi phục và thúc đẩy trở lại hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và do lợi ích về chính sách an ninh khi Việt Nam là láng giềng của Trung Quốc. Tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Olaf đã có mặt tại Hà Nội để bắt đầu vực dậy lại mối quan hệ giữa hai nước. Tác giả đánh giá, chuyến thăm hai ngày của Tổng thống Đức được truyền thông Việt Nam đồng loạt hân hoang đưa tin là đạt kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, có những nhắn nhủ quan trọng của vị khách châu Âu đã bị truyền thông nước chủ nhà lờ đi và đây là hình các nhà hoạt động môi trường bị bắt tác giả cho hay trong bài nói chuyện tại đại học việt đức ở bình dương tổng thống đức đã nhắc đến nhiều chủ đề mà theo ông là đóng một vai trò quan trọng trong cuộc thảo luận ngày hôm trước của ông tại hà nội với giới lãnh đạo việt nam đó là các vấn đề tự do báo chí tự do ngôn luận chuyển đổi năng lượng công bằng về chuyển đổi năng lượng công bằng tác giả cho biết tổng thống đức hứa sẽ hỗ trợ song phương việt nam Ông nhấn mạnh đến việc tuân thủ các quy tắc chung, đồng thời nói rằng chính sách bảo mật là tiêu chuẩn cho một mối quan hệ hợp tác đáng tin cậy và tin tưởng lẫn nhau. Tác giả cho biết thêm, trong cuộc tiếp kiến, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đề nghị Đức hỗ trợ việc phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Đề nghị của ông Thưởng được đưa ra trong bối cảnh hiệp định này đặc biệt tùy thuộc vào sự lên tiếng của các tổ chức phi chính phủ về tình trạng nhân quyền u ám năm 2023 tại Việt Nam mới nhất là sự phản đối của Liên minh Bảo vệ Khí hậu về việc bắt giữ luật sư môi trường Đặng Đình Bách. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Ngoại giao Đức trong chuyến thăm của Tổng thống Đức Steinmeier. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.